Rồi, chín rồi. Trái mít này nó bị da nó bị xám nè, xanh này, gai nó bị nở, nó chắc muối bự lắm nè. Cái này chắc có 20 kg không, 17 18 kg. Đêm để đổ vô cái mít muối đẹp ghê không. Wow. Muối tới chỉ luôn mỏng cơm. Đứng dậy đi. Mít quá ngon luôn. Muối quá dày không có sơ luôn nha. Nhìn cái mũi á. Quá ngon luôn. Ngọt không nha, thử coi ngọt không. Ngọt lắm. Quá ngọt các bạn. Mít này là mít thái siêu sớm nè. Những cái mít nào cái vỏ nó sần sùi như vậy nè, rất dày cơm, nhưng mà bán xuất khẩu rồi là người ta chê, cho nên mình phải để mít chín, mình bán mít chín.
miếng này trên 10 kg à. Người tới mít này khoảng 20 kg. Cái sơ cũng ngọt lắm. Rồi cái sơ đó nè. Một mình ăn hết cái mít này không ta? Ngon quá. Mà các bạn ăn mít chung với mình nha. Nãy giờ quên nó ăn không có mời trơn. Phải ăn hết cái mít này không? Ngọt quá. Mày có nhạn mít nha. Ngon quá. Video của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.